hàng qua. Một buổi á là bà bán hết là tầm được bao nhiêu ổ hả bà? Này có 300 ổ à. Độc Lạ Bình Dương với hàng bánh mì rẻ nhất Việt Nam, 5.000 bộ bổ đầy áp nhân và câu chuyện đầy cảm động. Là một trong những món ăn đã quá nổi tiếng của Việt Nam, bánh mì được bán ở khắp nơi trong cả nước, thậm chí còn có rất nhiều cửa hàng mở nước ngoài bán bánh mì Việt Nam. Dù vậy, ngày nay, tại nhiều địa phương, bánh mì dù được bán ở vỉa hè với mức giá bình dân nhất cũng rơi vào khoảng 10.000 đến 20.000 loại bánh mì có nhân. Ấy vậy mà mới đây, nhiều bạn trẻ đã phát hiện ra một hàng bánh mì còn rẻ hơn, chỉ với 5.000 một ổ mà đầy ú ụ nhân. Hàng bánh mì này của một cụ bà 86 tuổi ở Bình Dương, bà bán tại số 891 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, được gọi bằng cái tên gần gũi hơn là bánh mì ngoại 6. Hàng ngày bà bán từ 4 giờ 30 sáng, hôm nào cũng đều đặn như vậy, chỉ trừ khi trời mưa lớn mới nghỉ. Trước đây bà thường bán 150 ổ một ngày, hiện tại thì chỉ bán khoảng 130 ổ một ngày do sức khỏe của bà không còn như trước. Nghe tưởng đâu người ta giật tiền bánh mì của bà đúng không? Nhưng mà thực chất mọi người bỏ chạy là tại vì sợ bà đưa lại tiền. Nhiều người kêu sao bà không tăng giá bánh mì bán 5.000 sao có lời. Cho nên lúc mua toàn đưa dư tiền ra không mà bà không nhận dù chỉ một đồng nào nha. Cho nên mắc cười lắm, có nhiều người cho bà tiền xong mà phải ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Còn không là phải lén lút nhét tiền vô cái rổ để bà không có thấy. Mỗi ổ bánh mì của bà Sáu có nhân gồm xíu mại, bì, đồ chua, rau dưa cùng nước sốt đầy ủ ủ mà chỉ có 5.000. Không chỉ có mức giá rất rẻ, câu chuyện bán hàng của bà Sáu còn khiến cho nhiều người vô cùng cảm động và cảm kích. Nhiều người mua sợ rằng bà bán rẻ như vậy thì chẳng hề có lãi nên thường trả thêm tiền. Ấy vậy nhưng bà quyết không nhận. Bởi thế mà sau này những người muốn gửi thêm tiền cho bà thường truyền tay nhau rằng hãy lén đặt tiền vào rồi bỏ chạy thật nhanh, bởi nếu không bà Sáu sẽ đuổi theo và nặng nặc đòi trả lại tiền. Bà Sáu hào sảng chia sẻ rằng mức giá 5.000 một ổ thì bà vẫn có lãi, lãi đủ để bà ăn, đủ sống là được rồi. Bà bán rẻ như vậy để cho nhiều người dân lao động và những người khó khăn khác mua. Không chỉ có người dân ở Bình Dương, không ít người từ thành phố Hồ Chí Minh lặn lội về đây để mua thử bánh mì của bà Sáu. Hiện tại, sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, càng có thêm nhiều người biết đến và ghé tới đây ủng hộ bà Sáu. Hàng bánh mì rẻ nhất Việt Nam này giờ đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người và nhận được sự cảm kích của dân tình ở khắp mọi nơi. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.